Sư cho con hỏi về quan điểm dưới đây của một vị sư giải thích rằng khi mới mang thai mà phá không mang tội, chỉ khi bào thai đủ ngũ căn mà phá mới mang tội. Thầy cho con hiểu ý kiến này đúng hay sai? Rồi thì cái chuyện mà nhớ giùm sư nha, khi mang thai á là tinh cha cộng huyết mẹ và cái thức tái sanh có mặt ở thời điểm đó là đã tính là chúng sanh rồi. Tức là ngay thời điểm cái thức tái sanh á, là nó xuất hiện khi nào? Khi tinh cha gặp huyết mẹ là thức tái sanh nó có mặt để tạo thành một chúng sanh. Có trường hợp không có thức tái sanh thì cái thai đó là cái thai hỏng, thì nó sẽ không, mình gọi là không đậu thai được á, thì nó sẽ không có chúng sanh. Còn khi nó đậu thai được là nó đã thành một chúng sanh rồi, là ba món đó đã gặp nhau rồi. Cho nên á, là ngay khi vừa thụ thai là đã tính là một chúng sanh rồi, chứ không phải chờ cho tới khi mà đầy đủ các cái tay chân thì không cần chờ tới đó ha. Nếu như quý vị hỏi nguồn ở đâu thì vui lòng học A Tỳ Đàm giùm sư. Về cái tâm đầu thai đó, nó có cái ghi vào cái thời điểm đó.